học vấn khủng của các thiếu gia, ái nữ của đại gia Việt, toàn thạc sĩ các trường top đầu của thế giới. Ở vị trí thứ nhất, mỹ nhân thành thạo 4 ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Hàn, từng xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia NBC của Mỹ và tốt nghiệp cử nhân kinh doanh tại Đại học Boston danh tiếng. Đi du học từ năm 14 tuổi đến năm 26 tuổi thì có tên trong top 10 danh nhân kế cận của Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Sinh năm 1991 và đó chính là Nguyễn Mỹ Ngọc, con gái út của đại gia bất động sản Nguyễn Tấn Hải. Ở vị trí thứ hai, thiếu gia của tập đoàn xây dựng đình đám hàng đầu Việt Nam, sinh năm 1992, từng có 2 năm tại một ngân hàng với vị trí là chuyên viên tín dụng doanh nghiệp trước khi làm việc tại tập đoàn của gia đình. Hiện tại thì đang làm tổng giám đốc của tập đoàn và đó chính là thiếu gia Lê Viết Hiếu của Xây dựng Hòa Bình. Ở vị trí thứ 3, đó là cậu hai của tập đoàn TNT, sinh năm 1995, tốt nghiệp cao học ngành tài chính ở Anh. Sau khi về nước thì làm chuyên viên tại ban quản lý đầu tư của tập đoàn. Hiện tại cậu đã là ông bố của một con với vợ là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, xinh đẹp và tài giỏi. Ở vị trí thứ 4, xuất thân trong một tập đoàn nhựa hàng đầu Việt Nam, anh đã tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính và quản lý tại Đại học Virginia, Mỹ và lấy bằng thạc sĩ kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Minh Đạt từng làm chuyên viên phân tích nghiệp vụ tại công ty gia đình khi mới học xong đại học, sau đó thì đảm nhận vị trí giám đốc vận hành chi nhánh tại Mỹ. Và các bạn có biết thêm thiếu gia hay ái nữ nào ngoài top 4 này hay không? Thì hãy cùng comment xuống bên dưới cho mọi người cùng được biết. Và đừng quên follow Trung Thực Lên.